Xin kính chào quý vị và các bạn đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về chiến sự thế giới trên kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng Nga, Thượng tướng Alexei Kim ngày 16 tháng 3 cho biết, quân đội nước này sử dụng bom nhiệt áp tập kích vị trí triển khai của nhóm Kraken, đề cập tới đơn vị đặc biệt của tình báo quốc phòng Ukraine, Tướng Kim nói 300 binh sĩ Ukraine bị hạ trong cuộc không kích chính xác của Nga, song không công bố vị trí và thời gian cụ thể. Thông tin trên được ông Kim đưa ra trong cuộc họp tại trụ sở Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nghe các chỉ huy báo cáo về tình hình xung đột ở Ukraine. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy lực lượng Nga đã dùng một quả bom nhiệt áp ODAB-1500 tấn công lực lượng Ukraine, theo TASS. Vũ khí nhiệt áp còn gọi là bom chân không là loại vũ khí sử dụng oxy từ không khí xung quanh để tạo ra một vụ nổ có nhiệt độ cao, gây ra hàng loạt sóng chấn động dài và lớn hơn các loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường. Khi được phóng đi, chúng sẽ tạo ra vụ nổ có sức công phá lớn. Theo trung tâm kiểm soát và không phổ biến vũ khí CACNP, một vụ nổ của bom nhiệt áp đủ để làm sập các tòa nhà, các bức tường hoặc các hầm cũng không thể bảo vệ mục tiêu trước vụ nổ của vũ khí này. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã cảnh báo việc triển khai quân của khối NATO do Mỹ dẫn đầu tới các chiến trường ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, thực chất là một chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Antonio Tajani đồng thời loại trừ khả năng quân đội Ý được triển khai để hỗ trợ cuộc xung đột của Kiev trong một cuộc phỏng vấn bên lề triển lãm Les Expo ở Verona, khi được hỏi về khả năng quân NATO sẽ triển khai vào Ukraine, ông Tajani đã lên tiếng phản đối ý tưởng này. Ngoại trưởng Italy cho hay, tôi nghĩ rằng NATO không nên đưa quân tới Ukraine, đó sẽ là một sai lầm. Chúng tôi cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để tiến hành cuộc xung đột chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra thế chiến thứ ba. Khi được hỏi về việc các quốc gia NATO khác gửi quân tới hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt là Pháp, ông Tajani cho biết ông hy vọng điều đó không xảy ra. Tuyên bố của Ngoại trưởng Tajani được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn một lần nữa nhắc đến chủ đề gửi binh sĩ phương Tây tới Ukraine tổng thống macron mô tả nga là đối thủ của pháp đồng thời nhấn mạnh rằng paris không gây chiến với nga mà chỉ ủng hộ kiev trong cuộc xung đột về khả năng triển khai quân tới ukraine ông macron từ chối đưa ra thông tin cụ thể nhấn mạnh rằng ông không muốn duy trì sự mơ hồ về mặt chiến lược và bởi những lý do của riêng mình vào cuối tháng 2, tổng thống Macron nói phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine, sau đó nhà lãnh đạo Pháp thừa nhận không có sự nhất trí nào trong giai đoạn này về việc phương Tây triển khai quân đội trên thực địa. Ông Macron cũng nhấn mạnh Pháp không chủ động cân nhắc đến việc đưa quân tới Ukraine. Tuyên bố của tổng thống Macron đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các quan chức thế giới. Một số nhà lãnh đạo tuyên bố họ không có kế hoạch trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Quân đội Nga vừa qua phóng hai tên lửa cách quãng trong đòn tập kích kép đầu tiên ở Odessa. Quan chức Ukraine cho biết tên lửa đầu tiên rơi xuống một công trình dân sự ở Odessa, phía nam nước này khiến nhiều người thương vong. Nhân chứng Maria Slisovska, 50 tuổi, sống gần nơi xảy ra vụ tập kích cho biết, trong đòn tấn công đầu tiên, cửa sổ nhà bà vẫn nguyên vẹn. Nhưng khoảng 5 phút sau đó khi xảy ra vụ tấn công thứ hai, chân nhà bị hư hại, chân thay cao trong bếp sập xuống. Đòn tập kích được tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ trả đũa và trừng phạt Ukraine vì đã tấn công nhiều khu vực tại Nga để gây gián đoạn cuộc bầu cử Tổng thống. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine sẽ làm mọi điều để làm cho người Nga cảm nhận sự đáp trả của họ đối với cuộc tấn công bằng tên lửa. Ông nói rằng hoạt động cứu hộ đang tiếp tục nhưng gọi cuộc tấn công của Nga là một hành động hèn nhát. Ông Zelensky nói thêm, trong số những người thiệt mạng và bị thương có các nhân viên y tế khẩn cấp và những người cứu hộ, tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả gia đình và người thân của họ trước đó ukraine cũng cáo buộc nga tập kích tên lửa vào odessa khi phái đoàn hy lạp đang tham cảng cùng tổng thống zelensky phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev sau đó cho biết moscow không chủ đích tập kích đoàn xe của tổng thống ukraine vì nếu đã lên kế hoạch thì không bao giờ bắn trượt Odessa là cảng quan trọng xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine và cũng là căn cứ chính của hải quân nước này trước khi nổ ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Một chỉ huy hải quân Ukraine cho hay, Nga đã phóng hơn 880 máy bay không người lái UAV tấn công và hơn 170 tên lửa vào cơ sở hạ tầng cảng khu vực Odessa kể từ tháng 7 năm 2023, sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Trong khi đó, thị trường Moscow Sergei Sobiani mới đây cho biết ít nhất 4 máy bay không người lái UAV Ukraine đã bị phá trên đường bay tới thủ đô của Nga vào sáng ngày 17 tháng 3. Ông cho biết hai mục tiêu bị bắn hạ ở quận Domodedovo, hai chiếc UAV khác bị đánh chặn ở các quận Ramensky và Stupino. Cũng theo thị trường Moscow, không có thiệt hại về tài sản và thương vong tại những nơi những mảnh vỡ UAV rơi xuống ngoài ra sân bay Domo Dedovo nằm ở phía nam thủ đô moscow vẫn hoạt động bình thường cùng thời điểm một vài chiếc uav của ukraine cũng đã tập kích vào một nhà máy lọc dầu ở thị trấn Slavian thuộc vùng Krasnodar của nga gây ra hỏa hoạn nhưng đám cháy nhanh chóng được khống chế trong một cuộc phỏng vấn bên lề triển lãm Les Expo ở Verona, khi được hỏi về khả năng quân NATO do Mỹ dẫn đầu tới các chiến trường ở Ukraine, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani đã lên tiếng phản đối ý tưởng này. Ông Tajani nói, việc triển khai quân của khối NATO do Mỹ dẫn đầu tới các chiến trường ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, thực chất là một chiến tranh thế giới thứ ba. Tôi nghĩ rằng NATO không nên vào Ukraine, đó sẽ là một sai lầm. Chúng ta giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra thế chiến 3. Đồng thời, ông cho biết Italia sẽ không triển khai lực lượng vũ trang đến Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến của Kiev. Ngoại trưởng Italia cũng bày tỏ hy vọng các quốc gia NATO sẽ không gửi quân tới Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Bình luận của nhà ngoại giao hàng đầu của Italia được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa nhắc đến chủ đề gửi lính phương Tây tới Ukraine trong một cuộc phỏng vấn mới đây với các đài truyền hình TF2 và France 2. Ông Macron thẳng thường mô tả Nga là đối thủ của Pháp, đồng thời lưu ý rằng Paris không gây chiến với Nga mà chỉ ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột. Trước đó, đồng quan điểm với Ngoại trưởng Italia, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Scorsetto tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Paris và Warsaw không có quyền lên tiếng thay cho toàn bộ các thành viên của NATO khi các quốc gia này triển khai quân đội của mình tới Ukraine. Ông Gressetto cho biết thêm, động thái này sẽ chỉ đưa đến sự gia tăng căng thẳng và làm tổn thương các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Từ khi xung đột nga-ukraina nổ ra, Italia vẫn luôn có các phát ngôn khá thận trọng và ít đề cập tới Moscow. Ngoại trưởng Italy hồi đầu năm nhận định các nước châu Âu cần thành lập lực lượng quân đội chung để gìn giữ hòa bình và ngăn ngừa xung đột. Ông nhận định trong một thế giới với các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và nga cùng với những cuộc khủng hoảng trải dài từ Trung Đông đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chỉ có liên minh châu âu eu mới có thể bảo vệ được các công dân italy đức pháp hay slovenia nếu muốn trở thành người gìn giữ hòa bình trên thế giới chúng ta cần có lực lượng quân đội của châu âu đây là điều kiện tiên quyết cơ bản để có thể xây dựng chính sách đối ngoại hiệu quả của châu âu Ngoại trưởng Áo Alexander Schellenberg cho biết, phần lớn các công ty phương Tây vẫn hoạt động ở Nga dù nhiều doanh nghiệp đã tuyên bố rút khỏi nước này. Ông Alexander Schellenberg cho biết, trong cuộc họp báo chung người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Vienna của Áo, một vài công ty Áo vẫn còn hiện diện tại Nga trong thời điểm hiện tại. Khoảng 95% các công ty phương Tây cũng vậy. Ông Schellenberg nói rằng các công ty Áo tham gia nhiều vào thị trường Nga và Ukraine, đặc biệt Áo là nhà đầu tư lớn thứ sáu vào Ukraine. Ngoại trưởng Áo khẳng định các công ty nước này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ những hạn chế mà các nước phương Tây áp đặt với Moscow liên quan tới kế hoạch quân sự tại Ukraine. Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Stalinberg tuyên bố Áo sẽ tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Với mục tiêu trở nên độc lập 100% về khí đốt vào năm 2027, ông Stalinberg nhấn mạnh điều quan trọng trong bối cảnh xung đột hiện nay là Vienna và Washington cần sát cánh cùng nhau. Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Volkswagen, Porsche, Toyota và HM là một trong số những công ty phương Tây đầu tiên tuyên bố rút khỏi Nga sau khi xung đột nổ ra tại châu Âu vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác đã chọn ở lại Nga với lựa chọn chuyển sang quyền sở hữu của Nga hoặc đổi thương hiệu. Trước đó, tờ Politico đưa tin Washington gây áp lực buộc một trong những ngân hàng lớn nhất của Áo, Raiffeisen Bank International, phải rút khỏi Nga. Theo nguồn tin này, quyền trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ Anna Morris cảnh báo nguy cơ bị loại ngân hàng khỏi hệ thống tài chính Mỹ nếu không tuân thủ yêu cầu. Phía Raiffeisen cho biết, họ đã phải giảm đáng kể hoạt động ở Nga kể từ tháng 2 năm 2022 nhưng vẫn chưa rút khỏi Moscow vì gần một nửa lợi nhuận năm 2023 của họ đến từ nước này. Trong khi đó, theo tờ Financial Times vào tháng 10 năm 2023, Moscow cấm các công ty nước ngoài rút lợi nhuận khỏi nước này để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, thư ký báo chí điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã không xác nhận thông tin này vào thời điểm đó. Bên cạnh đó, kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Các quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế quân sự và năng lượng áp đặt lên Nga kể từ tháng 2 năm 2022 đã gây tổn hại cho nền kinh tế và năng lực sản xuất vũ khí của Nga, đồng thời sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Moscow trong những năm tới. Nhưng họ thừa nhận những biện pháp hạn chế đã tác động chậm hơn kỳ vọng. Trong khi đó, đối với Nga, việc né tránh các lệnh trừng phạt đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Các quan chức phương Tây cho hay, Điện Kremlin đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Nga tìm kênh thay thế và lách trừng phạt. Moscow đã tăng cường thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác, giúp nước này tiếp tục bán dầu mỏ và khí đốt, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp hàng nhập khẩu quan trọng. Nga đã sử dụng các công ty bình phòng và các nước láng giềng để mua linh kiện sử dụng trong xung đột. Trong một số ít trường hợp, Nga mua linh kiện từ các nhà cung cấp phương Tây kéo theo sự bất đồng về các lệnh trừng phạt ở châu Âu, đã giúp Moscow duy trì nguồn cung cấp quan trọng này. Và đến đây thì những cập nhật mới nhất về những diễn biến chiến sự thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.